Chương 145. Cô gái hàng xóm bính bính bị kẹt trên trần nhà, lúc này ung dung lắc lắc trên đó, bà lão vẫn ôm cây trồi quét quét nhìn cũng thoải mái, nhìn kỹ sẽ phát hiện hai con quỷ này đang rất vui vẻ. Mấy con quỷ bu lại thương lượng, vẫn không nghĩ nổi ra biện pháp gì, chỉ có thể đi về trước hỏi mấy con quỷ khác có biện pháp gì hay chưa, hoặc là hỏi nữ quỷ áo đỏ, bởi vì về mảng này cô ta so với bọn họ thì kiến thức nhiều hơn, trình độ cao, chắc chắn biết việc này nên làm cái gì một cái bóng đen mờ mờ bay vào trong cục cảnh sát lúc ẩn lúc hiện trong thoáng chốc nhìn lại con tưởng là mình bị hoa mắt tiểu triệu núp tại nơi hẻo lánh trong đó cả người đều lạnh đến run rẩy mặc dù nói cái phòng giam này mở lò sưởi không mặc áo khoác cũng không lạnh mấy bạn cùng phòng gã cũng chẳng mặc áo khoác chỉ mặc độc cái áo mỏng ngồi tại chỗ xem tiết mục cuối năm vừa xem vừa chửi thề vô cùng náo nhiệt cũng may gần 12 giờ tiết mục cuối năm sắp kết thúc Chứ nếu không gã lại nhìn bọn họ cười vui vẻ như vậy Trong lòng tức muốn chết Bởi vì gã thật sự là lạnh sắp chết rồi Rõ ràng trên người còn mặc áo khoác bông Thế nhưng gã vẫn rất lạnh Từ khi gã vô nhà cô gái tóc dài ăn trộm xong bị bắt Cả người sợ đến độ Nhịp tim đập loạn Thận vất vả từ cục cảnh sát đi ra Gã nghỉ ngơi vài ngày mới dám tiếp tục làm việc Muốn cố gắng thêm một chút Hớn hở tích tiền sang năm sống dễ chịu hơn Ai ngờ đâu gã không ra tay được Mỗi lần muốn ra tay liền bị phát hiện ngay Không thì gặp được mấy người có lòng tốt Đuổi gã chạy như đuổi chó Sự nghiệp tiến vào thời kỳ xuống dốc Chưa từng có trước tới nay Lần này sở dĩ tên trộm họ trợ bị bắt Cũng vì gã ở trên xe buýt Trộm máy móc bị người phát hiện Tài xế xe buýt không nói hai lời Mang theo cả người lẫn xe đến đồn cảnh sát gần nhất Tên trộm họ triệu cũng là khách quen của đồn cảnh sát, bị đồng chí cảnh sát nhìn cái là nhận ra luôn, tàng vật đã lấy được, như thế rất tốt. Tối 30 coi như trôi qua trong cuộc cảnh sát Gã vốn là cô nhi mất hết cha mẹ Ăn Tết ở đâu mà trả được Nhưng mà lạnh lắm Chẳng biết là gã đổ bệnh kiểu gì Cả người cứ lạnh toát không chịu nổi Cuối cùng gã thực sự không nhịn được Ngay tại cửa hô vài tiếng Nói gã bị bệnh rồi, phải uống thuốc Gã không uống thuốc thì sẽ chết vì bệnh mất Đồng chí cảnh sát đi tới nhìn một chút Thấy tên trộm chuyên nghiệp vẻ mặt trột dạ Bờ môi tái nhợt mặng áo bông vẫn đang run rẩy Lại sờ chán gã một cái Đúng thật, rất là lạnh, giống như là bị cảm. Anh cố tình sinh bệnh, nghĩ kiểu này có thể ra ngoài ư? Tôi làm thế để làm gì chứ? Tôi nghèo như này, bệnh còn không có tiền uống thuốc, tôi chả nhẽ tự tìm rắc rối cho mình hay sao? Anh chờ một chút, tôi đi tìm đội trưởng. Tiểu Triệu vội vàng nói xong, mắt thấy cảnh sát đồng chí đi, đi ra, hắn đã chờ ước chừng 10 phút, người bên kia mới đến đây, nói là dẫn hắn đi uống thuốc còn đặc biệt cảnh cáo hắn, nói tuyệt đối đừng có nghĩ ra vẻ. Hắn nào dám tại trong cuộc cảnh sát này ra vẻ chứ? Đây không phải là muốn chết à? Ai ngờ ngay khi cửa sắt vừa mở ra, vốn dĩ cơ thể tiết trộm họ triệu đang yếu ớt, đột nhiên cứng đờ, gã run lập cập, đôi mắt lành lợi bỗng nhiên trở nên cứng đờ, vẻ mặt không cảm xúc, gã nhón chân lên, ánh mắt quỷ dị quét qua người cảnh sát trước mặt. Sau đó, khi cảnh sát đang rơi vào sự nghi hoặc, gã giang hai tay nhào tới, đáng lẽ tên trộm họ triệu đang hết sức yêu ớt thì lấy đâu ra sức vậy mà thoáng cái liền đã bay đồng chí cảnh sát ra ngoài đối phương nặng nề văng vào tường rồi rơi xuống đất ôm bụng không thể động đậy đau đến một lúc lâu vẫn không đứng nổi anh ta động đậy muốn gọi người đến cuối cùng mắt tối sầm hồn mê bất tỉnh động tĩnh như vậy dĩ nhiên thu hút chú ý của những người tù bên cạnh tiết mục cuối năm họ không thèm xem nữa âm mỉ duỗi cổ sang đây xem náo nhiệt có chuyện gì xảy ra vậy có người đánh lén cảnh sát sao Lá gan này cũng lớn quá ta Không muốn sống nữa chắc Hình như là vượt ngục Đấy, ghê thế Đây chính là cuộc cảnh sát đấy Người nào lại dám tập kích cảnh sát vượt ngục Quá trâu bò Tôi muốn coi anh ta là thần tượng Nhìn đây Hình như gã đến đây đúng không Tên trộm họ triệu sau khi đánh bại cảnh sát xong thì đi ra ngoài Gã nhón mũi chân Đờ đẫn đi tới cảnh sát đang ngất xỉu Dùng một tay sách anh ta lên kéo ra ngoài Khi đi tới nhà tù tiếp theo Gã dừng lại chốc lát Tay xoạch một phát khóa cửa cực kỳ rắn chắc đã bị kéo hư. Mấy người nhìn thấy trận mắt há hốc mồm, trong mắt cũng muốn rớt xuống. Người này nhìn dáng vừa gầy vừa nhỏ sao lại mạnh thế, có còn là người không hả? Không chỉ có thế, mỗi khi gã đi qua một gian nhà tù liền kéo hư một ổ khóa, nơi này tuy là chỗ tạm giam ở đồn cảnh sát, nhưng cũng phải có tận mấy gian, bên trong còn nhốt khá nhiều người, coi như ít nhất có chừng 30 tên. Gian nào cũng phá ổ khóa thì khác gì ông vỡ tổ. Có điều lúc này bọn họ đều gái vào cửa quan sát, không dám chạy đi. Dù sao, súng bắn chim đầu đàn, bọn họ nào ngốc như vậy. Bởi vì động tĩnh bên này quá lớn, chuông báo động gieo vang. Rất nhanh, các đồng chí cảnh sát nghe tin liền tới, khuôn mặt bọn họ nghiêm túc khi chất lạnh lùng chính trực, tay cầm vũ khí. Nhìn trong tay tên trộm họ triệu sách theo đồng sự, nói Anh đã bị bao vây, biết điều thì để vũ khí xuống ngay, lập tức đầu hàng. Nếu không tội anh cộng thêm một tội vượt ngục còn tập kích cảnh sát, đừng mong ra tù được. Tên trộm họ triệu nhìn bọn họ chằm chằm, nhếch môi cười lạnh một tiếng. Trên khuôn mặt tái nhợt có sự quỷ dị không thể miêu tả bằng lời. So với ấn tượng gã để cho người khác ban đầu như hai người khác nhau, mọi người quay đầu nhìn nhau cực kỳ nghi hoặc bởi vì gã thực sự quá kỳ lạ. Khiến cho người ta phải suy nghĩ. Ai ngờ đúng lúc này, trong đồn cảnh sát đang sáng sủa bỗng dưng cót két vài tiếng, ánh đèn lập lòe vụt tắt. Cả phòng nháy mắt tối đen, đưa tay cũng không thấy được năm ngón. Chuyện gì đã xảy ra? Bị cúp điện à? Mất điện? Làm sao có thể mất điện? Đường dây bị hỏng. Nếu vậy chúng ta đào tàu đi thôi. Bây giờ cúp điện tối như bưng, không phải là thời cơ tốt nhất để chạy trốn sao? Trong một khoảnh khắc, không ít người có suy nghĩ như thế. Tên trộm họ triệu làm bị thương cảnh sát, còn mở hết cửa sắt của mấy ngục giam, bây giờ còn khiến đèn hỏng luôn. Không chỉ có người bị giam ở trong kinh ngạc, ngay cả cảnh sát ở đấy cũng sợ ngây người. Có tổ chức và kế hoạch trật tự rõ ràng thế này, một mình gã nhất định là làm không được, trừ phi gã còn có đồng bọn. Trong chốc lát, mọi người như gặp đại địch, dối giết giờ đèn pin lên. Nhắm vào tên trộm họ triệu, đồng thời âm thầm phân phó bên dưới. Cẩn thận kiểm tra quanh đồn cảnh sát có nhân vật khả nghi nào không. Bọn họ nghi ngờ bên ngoài có người tiếp ứng, Giang Thiên lại không cho là như vậy Bởi vì anh luôn cảm thấy trạng thái tiên trộm họ triệu bây giờ có hơi quen mắt Giống như đã gặp ở đâu đó rồi Nhưng một hồi anh vẫn chưa nghĩ ra À đúng rồi, anh nhớ ra rồi Ngày hôm đó khi anh và đồng sự ở ngoài tìm kiếm tin tức tô địch liền gặp được cố phi âm tóm hai tên cướp kỳ quái đến tự thú Trạng thái hai tên cướp đó rất giống tên trộm họ triệu bấy giờ Giọng mặt tái nhợt cứng đơ, ánh mắt quỷ dị Thậm chí còn nhón mũi chân khi người bị quỷ nhập, gót chân không chạm đất, bởi vì trong cơ thể chứa quỷ, người bị quỷ điều khiển. Kêu bọn họ đi phía trái sẽ đi phía trái, đi phía phải sẽ đi phía phải, vốn dĩ cơ thể không có ý thức. Chẳng lẽ đây cũng là bị quỷ nhập vào người rồi à? Lưng Giang Thiên lạnh toát, anh rất sợ hãi. Nếu như là quỷ nhập vào người, vậy bọn anh làm sao mà đối phó nổi? Với lại mục đích của con quỷ này là gì đấy? Gây ra động tĩnh lớn như thế này, có lẽ mục đích không đơn giản, khi anh còn đang nghi ngờ thì một phạm nhân thân hình to lớn đi tới đứng sau lưng tên trộm họ triệu. Trên mặt gã ta biểu lộ sự đờ đẫn, đôi mắt thật thà, nhìn chăm chăm bọn họ. Ngay sau đó lại một tên phạm nhân gầy và đen nhèm ước chừng khoảng 40 đi ra, mắt mũi của gã cũng cứng đơ, ánh mắt quỷ dị, giật giật khóe miệng, hăm hăm nhìn bọn họ. Có một tên, hai tên, sẽ có ba, bốn, năm tên. Đấy, thế mà khoảng chừng hơn 10 tên. Hôm nay là 30 Tết, Cộng thêm đêm hôm khuya khoắt, rất nhiều người đã về nhà rồi. Đồng chí Tăng Ca cũng đa số tuần tra quản lý chị An bên ngoài. Hiện tại, người trong cục vốn ít. Thêm chuyện đột nhiên xảy ra, thật là bị đánh trở tay không kịp. Đội trưởng đề phòng lấy ra súng quát. Mấy người bây giờ là muốn làm gì? Vượt ngục sao? Đại lục lớn thế này, thân phận của các người đều ghi lại trong danh sách. Nghĩ mình có thể chạy tới chỗ nào? Không hộ chiếu, thẻ căn cước thì ngay cả đất nước mình, mấy người cũng không ra được. Đừng tưởng rằng chạy ra sẽ tự do tranh thủ thời gian trở về cho tôi. Chuyện lần này tôi sẽ không truy cứu, nhưng nếu như các người còn quá đáng, đừng trách chúng tôi không nương tay. Đồng sự A nói, nhanh trở về hết đi, trở lại gian phòng của mình đợi đi, nơi này có giám sát, nếu có người muốn nhân cơ hội chạy trốn, đừng hòng các người nghĩ trốn thoát được. Đồng sự B nói, nhanh lên, đừng có để chúng tôi ra tay. Đáng tiếc cho dù bọn họ uy hiếp dụ dỗ như thế nào, tên trộm họ triệu cầm đầu nhóm người giống như là không nghe thấy, cứ ngắt đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngược lại càng có nhiều người tới xem náo nhiệt nhắm thời cơ muốn bỏ chạy. Mẹ nói chứ, làm gì có ai lại muốn ở lại nhà tú. Thời điểm cảnh sát và tiên trộm họ triệu đang rằng co thì thấy tên phạm nhân cao to, chợt đưa tay chen vô cửa ra vào. Một phát túm lấy người đàn ông đang duỗi cổ ngó ra ngoài, không nói hai lời, trực tiếp vứt anh ta xuống đất rồi đánh. Người đàn ông kia bị đánh bất ngờ liền nổi giận ngay. Còn mẹ mày, mày đánh tao làm chi? không chỉ có thế mấy tên cao to cường tráng đứng sau tên trộm họ triệu dồn dập phát động tấn công người xung quanh mà kệ đối phương là ai hoặc có ân oán hay không dù sao cứ túm được thì đánh đạch mẹ mày điên rồi sao mày lại dám đánh tao còn dám đánh bố mày hôm nay đánh chết mày thấy bố bị đập không mau tới hỗ trợ nhanh để bố đánh chết tụi nó mấy chục người ở đây cứ thế mà đánh nhau đến túi bụi người bị giam ở đây nào có ai tốt lành gì họ mà để im cho người bắt nạt ư ừ. Bây giờ bị đánh đương nhiên phải đánh trở về mới sảng khoái. Chỉ chốc lát, mấy người trong tù súng lại đánh nhau, nhốn nháo tối bụi, giống như kéo về kéo lũ lập hội đồng vậy. Những đồng chí cảnh sát vì chuyển biến sự việc quá nhanh cũng sửng sốt. Đây là đang làm gì thế? Thật là không đem bọn họ để vào mắt. Mặt đội trưởng xám xịt khi nhìn cái cảnh này, anh lấy ra gậy cảnh sát tiến lên ngăn cản nói. Dừng tay hết cho tôi, các người ai dám gây chuyện trong vòng 10 năm tới đừng hòng được thả. Giang Thiên cảm thấy chuyện này không ổn, Tình huống hiện tại ở trong mắt người khác Có lẽ chỉ đơn giản là gây chuyện vượt ngục Nhưng anh ta lại cảm thấy Việc này lộ ra mùi vị nguy hiểm Anh vội nói Đội trưởng đừng qua đấy Tôi cảm thấy việc này không đơn giản Anh cảm thấy 10 người vừa mới đi tới sau lưng tên trộm họ triệu kia Rất có thể cũng bị quỷ nhập Vô người giống gã Lúc này những người kia đánh nhau có thể là mưu kế mà thôi Bộ luận như thế nào vẫn nên cẩn thận tí tốt hơn Không đơn giản Bọn họ chẳng qua là muốn bỏ trốn mà thôi Còn không đơn giản gì nữa Đóng cửa kỹ vào, hôm nay nếu tên nào dám bỏ trốn, ít nhất 10 năm tù giam nhé. Giang Thiên viết mình không khuyên nổi bởi vì bọn họ vốn không tin trên đời này có quỷ, chỉ coi đây là lời nói vô căn cứ, anh chỉ có thể đề phòng đi ở phía sau. Dĩ nhiên sự kiện cuối cùng nói cho anh biết là linh cảm của anh không sai, bởi vì lúc đội trưởng và 4 đồng chí cầm gậy cảnh sát khí thế hung hăng đi qua, vốn dĩ ba mươi mấy người đang đánh nhau, dù là đánh hay là bị đánh, đều âm u ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ chằm chằm, nở nụ cười quỷ dị. Tiếp đấy chỉ trong chớp mắt, gần như liều mạng nhào về phía nhóm người đội trưởng. Nhóm người đội trưởng nghĩ thầm, những người này không biết trời cao đất dày, vậy mà lại dám tập kích cảnh sát. Ánh mắt họ trở nên nghiêm túc, cầm gậy cảnh sát ra tay, nhanh và dứt khoát, không hề nương tình tí nào. Gậy cảnh sát này đánh lên người hơi bị đau, chỉ ăn một gậy thôi có thể đau đến người mất cảm giác. Nhưng mà tại sao? Dù bị dính mấy phát rồi mà những phạm nhân kia tựa như không có chi giác, không hề thấy đau đớn gì, chỉ trừ thân thể hơi lảo đảo, ngoài ra cũng không có phản ứng gì cả. Sao lại thế này chứ? Đội trưởng lập tức liền nhận ra không ổn, những người này không ổn. Biến cố xảy ra trong nháy mắt, ba mươi mấy người như bị điên, tất cả đều thay đổi đối tượng công kích, toàn bộ đều nhào về nhóm đội trưởng. Thấy tình huống này có biến, nhóm đội trưởng quyết định nhanh chóng, lập tức rút súng ra, nhưng không nghĩ tới đối phương có nhiều người nên sức mạnh còn lớn hơn năm tên có sức mạnh do quỷ nhập đối phó với một đồng chí cảnh sát thì cực kỳ dễ dàng. Tay ôm tay, chân ôm chân, súng vừa móc ra trong túi. Khi rằng co cũng chỉ bắn chỉ thiên lên trời vài phát. Bọn họ lại bị đè xuống đất, kiểu gì cũng không thoát nổi. May mắn Giang Thiên đi sau cùng, lại sớm đã có đề phòng. Khi bên kia đột nhiên nổi loạn lập tức lùi về sau, khó khăn lắm mới tranh thoát một kiếp. Trong lòng anh ta vô cùng kinh hãi, quả như suy đoán, những người này không ổn, bọn họ là vị thứ gì đó khống chế. Tên trộm họ Triệu lạnh lẽo nhìn chằm chằm Giang Thiên, âm u nói, "Còn một tên." Gã rõ ràng là một người đàn ông, nhưng giọng nói phát ra lại bất nam bất nữ, nửa này nửa kia, còn có chút the thé, khiến cho người ta nghe mà nổi da gà, cực kỳ khó chịu. "Anh nuốt nước miếng nói, Rột cuộc cậu là ai? Tôi biết cậu không phải Triệu Khánh." Tên trộm họ Triệu cười u ám, "Mày nói tao không phải Triệu Khánh?" vậy ta là ai? Giang Thiên nói. Làm sao tôi biết cậu là cô hồn dã quỷ ở đâu? Cậu chiếm thân thể triệu Khánh, lại để cho những phạm nhân này tự đánh nhau. Cuối cùng là vì cái gì? Tên trộm họ triệu biến sắc ra lệnh bạt nó lại cho tao. Giang Thiên nhìn nhóm đội trưởng nằm dưới, không cần suy nghĩ xoay người chạy thôi. Nhóm người đội trưởng còn không cách nào bắt được chúng, đương nhiên anh cũng không đối phó được. Bây giờ chỉ có thể chạy đi gọi người giúp đỡ. Bằng không mấy người bọn anh chắc chắn phải chết ở đây. Ai ngờ anh vừa chạy đến cổng, còn chưa kịp vui mừng thì cửa lớn đã ầm một tiếng đóng lại. Bất kể anh dùng sức ra sao cũng không đẩy ra được. Anh sợ tê cả ra đầu, trực giác thấy không xong rồi, lần này chết chắc. Không chỉ có Giang Thiên, ngay cả vị đội trưởng bị năm người đè xuống đất không thể động đậy, đã phát hiện sự tình trả đơn giản như anh ta nghĩ. Vì chẳng ai không sợ đau và không sợ điện giật, nhưng những người này lại không sợ. Sức mạnh còn hơn hẳn người bình thường, nhất là ở khoảng cách gần. Anh có thể nhìn thấy rõ những phạm nhân này, Bọn họ khuôn mặt cứng đờ, vẻ mặt trắng bệch, không chớp mắt, chỉ biết đè anh, giống như một con rối không có sinh mệnh. Như này cũng không giống bị trúng độc nhỉ. Anh chợt nhớ tới Giang Thiên, cậu ấy nói Triệu Khánh không phải Triệu Khánh, nhưng kia rõ ràng chính là Triệu Khánh. Vậy thì người ở đó là ai? Khi đội trưởng đang suy nghĩ biến cố xảy ra trước là do đâu, vừa tìm thời điểm để đúng lúc phản kháng, bỗng dưng có ai đó dẫm một cái lên đầu gối anh nghe răng rắc, anh đau đến hai mắt trợn to hét lên một tiếng mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống dòng dòng vẻ mặt lập tức không còn chút máu dựa vào kinh nghiệm lâu năm của mình anh biết chắc chắn chân bị gãy rồi triệu khái nhìn chằm chằm anh lạnh lùng nói mày đá anh trai ta một cái tao hiện lại trả lại cho mày một cái đội trưởng không thể động đậy cố gắng giữ sự thanh tình thầm nghĩ anh trai nó anh đá anh trai nó sao là ai anh đá rất nhiều người có cả em trai em gái ai biết là người nào không đúng, Triệu Khánh là cô Nhi, không có anh em ruột thịt, mà anh đá người anh trai kia, chỉ sợ em trai em gái cũng chết rồi. Cứ như vậy Phạm Vi liền rút ngắn rất nhiều. Thế nhưng là ai đấy? Triệu Khánh hừ một tiếng, tự hồ cảm thấy làm thế còn chưa hà giận, nhấc chân lại dẫm một đầu gối khác của đội trưởng. Nó ở trên cao nhìn xuống anh nói, nói, nói xin lỗi, mày sai, tao liền tha mày. Đội trưởng nói, anh trai của cậu là ai? Biết là ai tôi mới xin lỗi được Không cần nói lời ngon tiếng ngọt Tao kêu mày nói gì thì mày nói đó Nếu không tao liền chơi chết mày Nó đạp mạnh lên đầu gối đội trưởng Anh ấy đau đến mồ hôi lạnh trên trán ứa ra Ba đồng chí bên cạnh bị người đè xuống Tức giận đến độ chán nổi cân xanh Kiên quyết nói Mày không được tổn thương đội trưởng của chúng tao Có ngon thì làm trên bọn tao đây này Bọn họ không ngốc Dĩ nhiên cũng cảm thấy không ổn Nhưng vẫn nói ra về sau bị đè xuống đất đau đến chảy mồ hôi lạnh rất là khó chịu nhưng trơ mắt nhìn đội trưởng bị dẫm phế đi một chân sao bọn họ có thể chịu được triệu khánh cười gằn một tiếng tốt tao liền thanh toán cho bọn mày nó liền dẫm một cái lên người các đồng chí cảnh sát kia đội trưởng lớn tiếng quát bọn mày câm miệng cho bố chuyện của bố mày không cần bọn mày quan tâm triệu khánh có chuyện gì thì mày cứ xử tao này oan có đầu nợ có chủ đừng có tìm vạ người vô tội ha mày còn giả nghĩa khí Đừng nóng vội Đêm nay bọn mày sẽ không đứa nào thoát đâu Ánh đèn pin cầm tay lúc sáng lúc tối Nhưng có thể khiến người ta trông thấy rõ vẻ mặt điên cuồng của Triệu Khánh Nó dùng hết sức lực Thích nhìn đối phương sợ hãi run rẩy nhưng lại không thể phản kháng Đội trưởng sắp điên rồi Nhưng dù anh dễ dụa như thế nào Cũng chẳng thể thoát khỏi đám phạm nhân đang đè trên người Bây giờ anh chỉ cảm thấy tuyệt vọng và tức giận Giang Thiên thấy không mở được cửa Anh vẫn chưa nghĩ ra biện pháp khác Đội trưởng thì bị gãy một chân Bây giờ tên Triệu Khánh này còn muốn tra tấn người khác Anh xem xét tình huống này Rút súng từ bên hông ra Nhắm ngay Triệu Khánh Mày dừng tay cho tao Nếu không tao nổ súng Triệu Khánh bạn vẹo cười Mày không sợ hại chết chủ nhân của cái thân thể này Thì cứ nổ súng đi Sắp mặt Giang Thiên càng thêm nặng nề Anh biết rồi Triệu Khánh này vốn không phải là Triệu Khánh kia Triệu Khánh càng thêm dùng sức Muốn làm gãy luôn cái chân còn lại Ai ngờ đúng lúc này đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như là tiếng của vật gì rơi xuống. Chỉ nghe dầm một tiếng, dưới tình huống quỷ dị và nguy hiểm này cực kỳ nổi bật. Triệu Khánh nhíu mày, đôi mắt đen như mực quay lại nhìn, thì ra là một cô gái tóc dài nằm úp sấp dưới đất, đúng hơn là mặt cô ta úp xuống đất. Giờ phút này mái tóc dài xõa lung tung trên mặt đất, cô nằm một hồi rồi mới vùng vẫy bò lên khỏi mặt đất, tư thế cứng ngắc lại chậm chạp, giống như là vừa từ trong mộ chui ra. Cô ấy vỗ vỗ bụi ở đầu gối Đôi mắt trống rỗng tối đen duỗi dài hai cánh tay Lần mò đi về phía trước Cái mũi khẽ ngửi ngửi Nó nhìn như thấy trên mặt cô ta có sự hưng phấn kỳ lạ Đây là có chuyện gì Cô gái đó là ai thế Không đúng Toàn bộ mấy chục người ở đây đều Bị quỷ của nó nhập vô rồi Ví như không bị nhập Thì bây giờ cũng phải ngất ở trong tù Ản à, tóc dài này vì sao lại không bị ảnh hưởng Trong lúc nó đang vô cùng nghi ngờ Đội trưởng cũng bị hù giật nảy mình Dù sao người này bò từ dưới đất lên Đúng thời điểm kỳ quái Nhưng khi anh mơ hồ trông thấy mặt mũi của đối phương Anh mới nhớ ra nổi Cô gái tóc dài này chẳng phải là tên trộm của vật sao Cô ta được anh tự mình thẩm vấn Lời khai vớ vẩn còn chưa tính Còn đem tội danh đổ hết lên đầu quỷ Đã thế lại nói là thừa kế tài sản của quỷ gì gì đó Hết lần này tới lần khác Giữ nguyên vẻ mặt thật thà Là một phạm nhân cực kỳ khó chơi Cô ta ra ngoài làm chi Chắc là cũng muốn vượt ngục về mặt Giang Thiên lại mừng rỡ Sao anh lại quên vị cố phi âm thần bí này Cũng bị ra ở chỗ này chứ Bọn họ được cứu rồi Triệu Khánh hung tàn Hừ, Lại tới thêm một à không sợ chết Tốt, hôm nay tao liền thỏa mãn nguyện vọng của bọn mày Triệu Khánh vừa dứt lời Mấy nam nhân đứng dậy Cùng nhau đi tới chỗ cô gái tóc dài Giang Thiên tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở Cẩn thận, có người xông tới chỗ cô đấy Bọn họ bị quỷ nhập rồi, cẩn thận Phía bên này, quỷ không đầu, quỷ cụt tay, cô gái hàng xóm binh bính và bà lão thương lượng một lát. Quỷ không đầu đi tìm nữ quỷ áo đỏ trước, còn lại ba con quỷ kia trở về biệt thự, gọi nhóm khách trọ ra hết. Thông báo một tin đặc biệt đau buồn. Chủ nhà chúng ta đã bị bắt, lý do là trộm cổ vật. Mọi người có ai hiểu pháp luật hay không? trổ tài năng ra giúp một chút, đưa ra ý kiến gì đó. Trước tiên, vớt chủ thuê nhà từ cục cảnh sát ra rồi lại tính tiếp. Cái gì? Chủ thuê nhà bị bắt? Không phải chứ, đó không phải là tài sản của họ trang sao đúng là tài sản của họ trang nhưng những con người ngu xuẩn kia không biết bọn họ lại không nhìn thấy quỷ cho nên cho rằng chủ thuê nhà trộm cổ vật không được không được chủ thuê nhà thận quá đáng thương tôi muốn đi thăm tù không sai bọn họ không chỉ không tin chủ thuê nhà còn nói đầu óc chủ thuê nhà có vấn đề đem cô giam lại thám tù cả tôi nữa tôi cũng muốn đi thăm tù tôi cũng đi nếu không có chủ thuê nhà Chúng ta sao có phòng tốt như vậy để ở và ăn được đầu heo chứ? Tôi cũng muốn đi, đi bây giờ ngay đi. Cuối cùng, nói tới nói lui, quỷ muốn đi thăm tù rất đông. Đa số khách trọ đều đi, còn mấy con quỷ ở ngoài đoạt cơm, tất nhiên ăn không về, dĩ nhiên không đi được. Cẩn thận tính toán ước chừng cũng khoảng 50 đến 60 con quỷ. Quỷ nước đang ngâm mình dưới sông trộm ngay được tin à, tóc dài độc ác vì trộm cổ vật nên bị giam trong đồn cảnh sát gã sửng sốt thật lâu sau đó phát ra tiếng kêu kinh thiên động địa Éc ha ha éc éc. à tóc dài cuối cùng cũng bị nghiệp quật nha về phần thắm tù ấy à gã cũng muốn đi sao gã lại không tới nhìn là tóc đen dài bị giam trong tù chứ khi một đám quỷ đuổi tới cục cảnh sát phát hiện trong cục cảnh sát lại tối om như mực không những tối ngay cả một bóng người cũng không thấy đây là bị cắt điện hay gì cũng không đúng mà năm mới ai lại thất đức đi cắt điện chứ Huống chi tiểu khu bên cạnh đèn vẫn sáng Hình như có chút không thích hợp Chắc là có bảo hiểm cháy nhà chứ Đừng lo hão như vậy Chúng ta đi xem chủ cho thuê nhà quan trọng hơn Bà mới Tết còn ở trong cục cảnh sát Cũng không có bạn bè gì giúp đỡ Cũng quá đáng thương rồi Đi đi đi, nhanh chóng dẫn đường đi Chủ cho thuê nhà bị nhốt ở chỗ nào rồi hả Phía sau Nghe nói là căn phòng cuối cùng phía sau kia Một đám quỷ dưới sự Chỉ dẫn của quỷ cụt tay Hùng hộ xông vào vụ cảnh sát nhưng chờ bọn họ đi vào trong Cũng cảm giác được không thích hợp Không khí trong cục cảnh sát này không đúng lắm Bọn họ đều là quỷ Chẳng lẽ còn không thể cảm nhận được khí tức của đồng loại hay sao Trong cục cảnh sát âm khí rất nặng Quỷ khí dày đặc Chẳng lẽ là trong cục cảnh sát có con quỷ khác đến Cũng là đến thăm tù Có con quỷ nhỏ nói Những quỷ khí này làm tôi cảm thấy không tốt lắm Luôn cảm thấy có chút nguy hiểm Giống như sắp có chuyện không hay gì đó muốn xảy ra vậy Có phải có ác quỷ đến gây sự hay không không phải đâu chủ cho thuê nhà còn ở bên trong cơ mà quỷ lợi hại như họ trang còn bị cô ấy bắt được nàng có con quỷ nào không muốn sống lại dám gây sự trước mặt chủ cho thuê nhà chứ tôi cũng thấy quỷ khí bên trong này làm cho quỷ quái cảm giác không tốt vừa nghe liền biết không phải loại quỷ tốt đẹp gì rồi đừng nói nữa chúng ta đi nhìn xem liền biết cô gái hàng xóm đầu dính trước trần nhà đã sớm lảo đảo đi qua bà lão cũng ôm cây chổi âm u bay đi đám quỷ nhỏ thấy thế cũng nhanh chóng đi theo vừa đi còn duỗi dài cổ nhìn vào bên trong định nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại làm ầm ĩ đến tận cục cảnh sát lá gan cũng to phết nhỉ bên này đã đánh nhau túi bụi cả lên tên trộm họ triệu trực tiếp sai khiến hai phạm nhân nam đi qua bắt cô gái tóc dài lại đây vốn là chuyện dễ như ăn cháo dù sao cũng chỉ là một nhân loại cận thị nặng mà thôi đi hai bước còn té ngã kia mà ai sẽ xem trọng cô chứ đừng nói tên trộm họ triệu không xem trọng cô gái tóc dài mà ngay cả đội trưởng cùng đồng sự abc bên kia cũng cho là như vậy bọn họ tuy rằng cảm thấy cô gái tóc dài này đi ăn trộm di sản văn hóa là không tốt có tay có chân chẳng lẽ còn không tìm được một công việc nuôi sống chính mình hay sao còn dám làm chuyện trái pháp luật nữa nhưng bọn họ cũng không để cho tên trộm họ triệu thật sự làm hại tới cô người tội phạm đều đã có chế tài pháp luật còn không tới phiên tên trộm họ triệu hắn xử lý đâu Đương nhiên, sự tình cũng quả thật như bọn họ suy nghĩ. Cô gái tóc dài bị mỗi người một bên kẹp chặt cánh tay giữ chắc. Hai phạm nhân nam cao to bắt cô kẹp ở giữa, càng khiến cô trở nên thấp bé. Thế mà lại không có chút phản ứng kháng cự nào. Giang thiền hình như đã trở mong quá cao rồi thì phải. Tên trộm họ triệu, lạnh lùng cười một tiếng. Xem đi, cũng chỉ là một nhân loại không biết tự lượng sức mình mà thôi. Không có mắt nhìn cũng không biết xem xét thời thế, nếu là kẻ thông minh lúc này đều sẽ trốn đi căn bản không cần quá để ý đội trưởng bất đắc dĩ nhắm chặt mắt thôi vậy ít nhất chứng minh cô gái tên cố phi âm này cũng không phải đồng bọn của tên trộm họ triệu kia cũng coi như là một tin tức tốt nhưng mà ngay khi mấy người ở đó còn đang cho rằng sự tình không còn cơ hội thay đổi nữa liền thấy cô gái tóc dài vốn bị giữ chặt hai cánh tay đột nhiên duỗi dài cổ sang bên trái nhào ánh mắt hít hít cái mũi không nói hai lời há miệng lớn đẩy máu ra Một ngụm cắn kinh tay của phạm nhân nam Cô há to miệng Lại lùng lực giật một cái dáng vẻ máu me hung tàn kia Khiến người xem trong lòng căng thẳng hoảng sợ cực kỳ Đậu má Cô ta đang làm cái gì thế hả Ngay khi mọi người còn đang bất ngờ Một âm thanh bén nhọn trói tay lại từ trong miệng Phạm nhân nam truyền ra Âm thanh kéo ra rất dài dáng vẻ cực kỳ thống khổ như thể phải chịu tra tấn vậy Giang Thiên chỉ thấy Phạm Nhân Nam đột nhiên như bị chúng tà, liên tiếp run rẩy thét lên chói tai, cuối cùng dứt khoát đảo trắng mắt một cái, hai chân đạp ra, ngã trong vó trên mặt đất. Cùng lúc ấy, anh nhìn thấy một cái bóng dáng mơ hồ từ trong thân thể Phạm Nhân Nam kia chạy ra, bóng của quỷ. Anh nhìn không được xoa so xoa so mắt, phát hiện bóng dáng kia vẫn còn, còn ở đó, là bởi vì cánh tay của nó còn nằm trong miệng cô gái tóc dài, muốn chạy cũng chạy không thoát. Lúc này nó còn đang liều mạng dãy rủa, trong miệng phát ra tiếng gào thét càng thêm thê lương nhà ra nhà ra nếu còn không buông ra tôi liền lấy mạng của cô á đừng ăn tôi đừng ăn tôi còn cắn nữa thì cánh tay của tôi sẽ đứt mất các người đều nhìn tôi làm gì nhanh chóng đem cô gái tóc dài này kéo ra đi mấy người đội trưởng trực tiếp nhìn dại ra cơ hồ không thể tin vào mắt của chính mình nhắm chặt mắt lại mở ra nhìn thế nhưng phát hiện trong miệng cô gái tóc dài này còn thật sự cắn một cái bóng người kỳ quái cái bóng kia bay phập phù ở giữa không trung ra sức dãy giụa suýt chút nữa tự vặn vẹo chính mình thành bánh quai treo nhưng vẫn là không thể trốn thoát đây là có chuyện gì đây rốt cuộc là đồ vật gì thế hả quỷ ư sao có thể chứ chẳng lẽ trên đời này thật sự có quỷ trong lòng đội trưởng hoảng hốt thấy vừa khiếp sợ lại vừa ly kỳ thế giới quan khoa học mà anh ta tin tưởng vững chắc mấy chục năm dường như đều sụp đổ Lòng chỉ còn ngập tràn rung động cũng không dám tin tưởng. Bởi vì sự việc xảy ra đột ngột, ngay cả tên trộm họ triệu trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng. Đợi đến khi hắn kịp phản ứng lại, liền thấy cô gái tóc dài một ngụm cắn rớt cánh tay con quỷ nhỏ kia. nhấc tay sách nó lên, chỉ thấy cô nhếch nhếch miệng, lộ ra một nụ cười tủm tỉm cực kỳ quỷ dị. Thoạt nhìn như thể khát máu, lại càng tham lam, tự dưng khiến người khác giỡn cả người. Tên trộm họ triệu, Giang Thiên, đội trưởng cùng đồng nghiệp ABC, mà ngay cả Phạm nhân nam giữ cánh tay còn lại của cô gái tóc dài cũng nhịn không được, lùi về phía sau một bước, muốn rời khỏi cô gái tóc dài này. Ai biết đối tượng so với hắn phản ứng còn nhanh hơn, một phát bắt lấy cái tay hắn, còn bày ra khuôn mặt, âm trầm sâu kín nói, tôi bắt được cậu rồi, đừng nghĩ chạy. Chỉ thấy cô cầm cánh tay hắn dùng sức kéo một cái, lại một cái bóng quỷ bị lôi ra. Cô mỗi tay bắt một cái, có lẽ là cảm thấy như vậy không tiện cho lắm, liên dứt khoát đem tay hai con quỷ nhỏ này kéo lại với nhau rồi thắt nút lại luôn ừ bây giờ thì tốt hơn rồi bắt một con thì con còn lại cũng không chạy được nữa hai con quỷ nhỏ bị bắt trói cùng một chỗ cảm thán bọn nó làm sao lại cam tâm để bị bắt lấy như vậy trong lúc nhất thời ra sức dễ dụa liều mạng bay lên trên cao cũng không tin cô gái tóc dài này không sợ hãi không ngờ lại kéo theo cả cô gái tóc dài bay lên chỉ thấy cô ở giữa không trung rung rung chân nhưng là không buông tay hai con quỷ gấp đến mức bày loạn xạ trong phòng định xuyên tường chạy đi đáng tiếc bị cô gái tóc dài nắm ở trong tay bay xuyên qua rồi cũng sẽ bị kéo trở về bởi vì bọn nó rất không ngoan ngoãn cô gái tóc dài lại duỗi dài cổ gặm chúng nó vài miếng gặm đến mức hôn phách bọn nó đều sắp tán đi mới rốt cuộc trở nên ngoan ngoãn không dám dày phò thêm nữa giang thiên chưa từng thấy qua loại trường hợp này lúc này cũng không nhịn được hoài nghi mình có phải là đang xem phim khoa học viễn tưởng hay không Tên trộm họ triệu khiếp sợ cực kỳ. Rốt cuộc, hắn lần đầu tiên nhìn kỹ cô gái tóc dài ở trước mặt này. Rõ ràng chỉ là một nhân loại tầm thường. Ấy thế mà lại có thể mạnh mẽ đem hồn phách của quỷ kéo ra khỏi thân thể nhân loại. Còn có cách trói bọn họ lại. Dưới nhân gian từ bao giờ lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy chứ? Hơn nữa, nhân vật lợi hại như vậy vì sao lại bị nhốt ở tú? Hắn đột nhiên nhớ tới một tin đồn mấy ngày nay, lưu truyền giới quỷ giới, nói là ở thành phố A có một người chuyên buôn quỷ gọi là cô gái tóc dài. Cô chỉ dựa vào lực của một người liền bắt được đại vương núi Đại Long, còn mở một biệt thự có tầm nhìn hướng sông, được thế lực khắp nơi công nhận, trở thành truyền kỳ trong giới quỷ. Không nghĩ tới hắn lại ở trong cuộc cảnh sát đụng phải cô gái tóc dài trong truyền thuyết đó. Tên trộm họ triệu xoay xoay con người nói, chẳng lẽ cô chính là cô gái tóc dài truyền buôn quỷ kia cô gái tóc dài nhéo nhéo lỗ tai liếc một đôi mắt không có tiêu cự nhìn hắn nghĩ nghĩ nói không phải không phải tên trộm họ triệu nghi hoặc một lát không phải cô gái tóc dài kia vậy là ai được chứ có điều chuyện này cũng không hề gì quan trọng là cô gái tóc dài này không cần làm hỏng chuyện tốt của hắn có điều nếu như cô không phải cô gái tóc dài trong truyền thuyết kia vậy thì có gì mà phải sợ chứ chỉ thấy hắn đổi sắc mặt âm lãnh nói Bắt lấy cô gái tóc dài này cho tao Ai có thể bắt được cô ta Nhất định sẽ được trọng thường Có trọng thường liền có quỷ mạnh mẽ ra tay Trong lúc nhất thời Tất cả phạm nhân nam đều nhìn về phía cô gái tóc dài quỷ dị kia Mặt lộ ra hưng phấn Nóng lòng muốn tiến lên Giáng vẻ hận không thể lập tức đem cô gái tóc dài băm thành trăm mảnh Giang thiên cùng mấy đội trưởng khóc lóc trong lòng Thảm rồi Một con hai con còn có thể ứng phó Đợt này còn là hai mươi mấy người mỗi cái đều cao to vạm vỡ thế kia, ra tay còn ngoan độc, lúc này thì xong thật rồi. Ngay khi Giang Thiên cùng mấy đội trưởng còn đang lo lắng không thôi, chỉ thấy từ trên trần nhà, đột nhiên có một bóng người lào đảo bay vào. Cô treo người trên đỉnh trần nhà, nhàn nhã thoải mái, dùng đôi mắt âm trầm nhìn bọn họ trầm chầm, chầm, Giang Thiên cùng đội trưởng giật mình một cái. Không phải chứ, lại thêm một con nữa tới. Phút chốc, lại có một bà lão ôm cây trổi tiến vào, cũng nhìn bọn họ chăm chăm Ánh mắt kia lạnh lẽo sâu thẳm, khiến người nhìn vào phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ra không ngớt. Giang Thiên nuốt một ngụm nước bọt. Xong con ong rồi, tên trộm họ triệu này cũng thật là quá quắt. Mấy chục con quỷ đánh mấy người bọn họ còn chưa đủ hay sao? Lại còn gọi thêm người đến trợ giúp. Giờ lại còn có hai con nữa tới, bọn họ biết sống sao đấy? Ai ngờ khi bọn họ còn đang đem tên trộm họ triệu mắng một trận trong lòng, trên cửa sổ lại có mấy chục con tiến vào. Bởi vì cửa sổ rất nhỏ, đầu lại nhiều, không chứa được hết. Có một ít vẫn phải chui từ trong tường ra. Mỗi con đều có hình thù kỳ quái. Thậm chí thiếu hẳn một nửa chán cũng có. Xẹp cũng có. Xẹp lép giống như là bị xe cán qua người vậy. Máu tươi cứ tuồn ra xối xả. Trong mắt xám trắng xoay lọc cộc Hai má trắng bạch cứng ngắc mà âm lãnh. Thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Còn có nhiều như vậy. Giờ thì hay rồi. Bọn họ chết chắc luôn rồi. đội, đội. Độ, Đội trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ đấy Hôm nay chúng ta có phải là sẽ chết ở chỗ này hay không? Đừng có nói linh tinh, tôi dạy các cậu như thế nào hả? Không đến thời khắc cuối cùng thì không được phép từ bỏ, chỉ cần không tắt thở, chúng ta liền có cơ hội. Không, không phải tôi nói linh tinh đâu, là bởi lúc trước chỉ có hơn 30 con, chúng ta còn không đối phó được, hiện tại ít nhất cũng có 6 70 con, chúng ta càng không có biện pháp mà. Đừng nói nữa, tìm cơ hội, chạy đi bọn họ không có cách để đối phó với đám quỷ quái này liền chỉ có thể nghĩ cách chạy đi thôi đối Đúng. mặt với những kẻ cực kỳ hung ác bọn họ còn có thể tự cứu nhưng lúc này người mà bọn họ phải đối mặt lại không đơn giản là người nữa bọn họ bị quỷ quái chiếm lấy thân thể bị quỷ quái khống chế điều khiển chỉ sợ ngay cả chính mình đang làm cái gì bọn họ cũng không biết bọn họ đều là người bị hại cho dù có dùng súng bắn chẳng lẽ có thể đem những người không biết đau đớn đó đuổi đi hay sao ai à, không chắc đâu Bọn họ một khi dùng súng bắn Quỷ quái rời khỏi cơ thể kia Vậy phạm nhân đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ Đến lúc đó bọn họ ngược lại sẽ biến thành Kẻ sát nhân Nếu nói thứ bọn họ giết chính là quỷ Ai mà thèm tin chứ Bọn họ lúc này khó xử cả đôi đường Căn bản không thể nào ra tay được Tên trộm họ triệu cũng bị đám quỷ đột nhiên nhô ra này dọa cho nhảy dựng Đây là có chuyện gì Tại sao lại đột nhiên có nhiều quỷ đến như vậy Hơn nữa đám quỷ này đến cục cảnh sát để làm gì chứ Thời gian này không phải là nên đi cướp cơm tất niên, cướp tiền giấy hay sao? Không đi làm chuyện đàng hoàng, chẳng lẽ còn đến cục cảnh sát thăm tù nữa à? Khi quỷ cụt tay cùng cô gái hàng xóm bính bính và bà lão cùng đi tới, liền nhìn thấy có mấy đồng chí cảnh sát bị dẫm trên mặt đất, còn chủ cho thuê nhà của bọn họ thì đứng cô đơn một mình ở đó. Trước mặt là 20, 30 tên đàn ông to lớn, ai nấy sắc mặt đều không tốt, dám vẻ định nhiều người đánh một. Thế mà lại dám lấy nhiều quỷ đánh ít người à? Việc này khiến đám quỷ rất là không vừa ý Không biết chủ cho thuê nhà của bọn họ Đêm 30 bị bắt lại Còn bị mất di sản đã rất thảm hại không hả Còn có chút đồng cảm nào nữa hay không thế Có con quỷ đứng ra bênh vực Tôi nói trong cuộc cảnh sát Làm sao lại bị cúp điện Hóa ra là các người đang gây sự Gây sự đến tận cuộc cảnh sát thì cũng thôi đi Lại còn dám dẫm lên người đồng chí cảnh sát nữa hả Người đi nhà trẻ chẳng lẽ thầy cô không dạy ngươi Phải tôn kính các chú cảnh sát hay sao nằm hết tết đến các chú cảnh sát vì nhân dân phục vụ dễ dàng lắm hay sao hả đúng thế vừa nhìn lên biết bọn nó không phải là thứ dòng quỷ quái tốt đẹp gì còn lấy nhiều đánh ít bắt nạt đồng chí cảnh sát của chúng ta là có ý gì ỉ vào quỷ nhiều thế lực đông đảo lên tới bắt nạt đồng chí cảnh sát còn bắt nạt cả chủ cho thuê nhà của chúng ta nữa cũng phải nề chút mặt quỷ chứ hả ấy không phải chỉ là kéo bè kéo lũ đánh thôi sao ai sợ ai Nói nói mấy câu liền sắn tay áo định nhảy vào solo dáng vẻ không sợ trời không sợ đất Muốn đánh nhau Tên trộm họ triệu bị tình huống đột ngột này Làm cho mờ mịt cả cái thần quỷ Giang thiên cùng mấy đội trưởng cũng ngần ngơ theo Này là có ý gì Ý là mấy con này cùng đám trước mắt này Không phải là một bọn ấy hả Ôi vậy thì thật tốt quá Hóa ra là bọn họ sợ bóng sợ gió một hồi Vẫn là được cứu rồi Tên trộm họ triệu âm thầm quát lớn Đây là ân oán cá nhân của tao không có quan hệ gì với chúng mày. thực thời liền nhanh chóng cút đi. quỷ cút tay nói. sao lại không có quan hệ? chúng ta là chuyện gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. còn không cho phép đám quỷ chúng ta làm quỷ tốt, làm chuyện tốt nữa. chuẩn đấy. chỉ cho người làm chuyện xấu, không cho chúng ta làm chuyện tốt chắc. nhanh lên đi. chúng ta tới làm chỗ dựa cho cô chủ cho thuê nhà. nếu không hắn còn cho rằng đám quỷ tốt chúng ta cũng là thứ quỷ không có lương tâm như hắn đó. Đám quỷ quái như ong vỡ tổ chen nhau tiến vào Một con, hai con, ba con, bốn con Bùm bùm mấy phát chen vào cũng phải đến năm sáu chục con Căn phòng này vốn cũng không lớn lắm Thêm nữa bên trong cũng đã có tới ba bốn mươi người Đột nhiên lại chen vào nhiều như vậy Nhật thời còn phải chen chúc Bóng quỷ trong bóng quỷ Trong tháng chốc nhìn lại xung quanh đều là đầu người Vô cùng khủng bố Tên trộm họ triệu lập tức cũng nổi giận Đám quỷ này dợ mời không thích uống Lại cứ thích uống rượu phạt Liên đừng trách hắn không khách khí, ra tay đi, đem bọn chúng mắt hết lại. Giá thì giá, ai sợ ai? Giang Thiên, đội trưởng cùng đồng nghiệp ABC vẫn là lần đầu tiên biết đến cái gọi là quần hoa, loạn vũ. Đám quỷ kéo bè kéo cánh, đánh nhau cũng rất chỉ là lợi hại, đánh tới trên trời xuống đất, cánh tay gãy, cẳng chân rụng không ít, ngẫu nhiên còn sẽ bay tới mấy cái con ngươi thậm chí ngay cả máu cũng chảy lênh láng đầy đất tình cảnh này quả nhiên là hoành tráng rung động khó có lòng miêu tả hết được bọn họ nhìn mà chỉ biết trợn mắt há mồm chỉ sợ ngay cả phim điện ảnh cũng không thể quay được như vậy đâu hơn nữa bởi vì muốn có thêm người đi đánh nhau lúc này cũng không có ai giữ bọn họ đội trưởng bị mấy người giang thiên kéo tới một góc đơn giản băng bó phần chân gãy của anh nhưng là cửa vẫn như cũ không mở được bọn họ cũng không có cách nào để thừa cơ hội chạy trốn bèn nhỏ giọng thảo luận bọn nó cưới như vậy lên đánh nhau rồi hả ông trời của tôi ơi không nghĩ tới trên đời này thật sự là có quỷ hiện tại tôi cứ như thể đang nằm mơ ấy cậu mau đánh tôi một phát tôi không phải là đang nằm mơ thật đấy chứ đúng rồi vậy cô gái tên cố phi âm kia rốt cuộc là người như thế nào cô ấy há miệng liền có thể kéo con quỷ đồng phạm từ trong thân thể người ra ngoài cũng quá hung tàn đi chứ à, các cậu còn nhớ rõ vụ tô địch bị bắt cóc lần trước không cố phi âm chính là người tốt bụng đã cứu tô địch đó Vậy có phải có phải là chúng ta đã bắt sai người rồi hay không? Những di sản văn hóa đó đúng là di sản của ấy được thừa kế. Nói như vậy không chừng đúng là thật, dù sao quỷ cũng đã xuất hiện rồi, ai có thể nói Cố Phi Âm không thật sự kế thừa di sản của quỷ chứ? Ngay khi bọn họ còn đang nghị luận sôi nổi, lại thấy đối tượng mà bọn họ đang nghị luận, Cố Phi Âm lại bay lên ba, bay 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 lên. Bọn họ nhìn dại cả mắt, đều trợn trừng hết cả lên. Không phải cô không phải là đang bay lên mà là được một con ma nữ cõng trên người chỉ thấy cô một phát bắt gọn một con quỷ nhỏ từ trong cơ thể tên phạm nhân chạy ra bay lên trần nhà chuẩn bị bỏ trốn con quỷ nhỏ kia bị bắt lấy cổ chân trong miệng phát ra tiếng kêu khóc điên cuồng dãy rụa không thôi đáng tiếc nếu đã bị bắt vào trong tay cố phi âm cô lôi chân nó cùng tay một con quỷ khác thắt nút trói thật chắc cũng không lâu sau đó đã lại trói thêm năm sáu con nữa rất thành một chuỗi dài bằng mà... Quỷ cụt tay cùng vài con quỷ nhỏ đem một phạm nhân nam cao lớn đè xuống, kéo hắn đưa về phía cô gái tóc dài. Trong miệng còn liến thoáng hầu hào. Chủ cho thuê nhà, chủ cho thuê nhà, nhanh, nơi này còn có một tên béo tốt, sức lực rất lớn, chúng ta sắp không giữ được hắn nữa rồi. Giữ chặt, đừng để cho hắn chạy. Cô gái tóc dài cười he he một tiếng, trong âm trầm lại lộ ra chút thuần phát cùng hưng phấn. Không sao rồi, để tôi, chỉ thấy cô cực kỳ hung tàn, một bàn tay đã bắt con quỷ trong thân thể phạm nhân nam đó kéo ra, cúi đầu thụi liền mấy nắm tay, đánh cho hắn tìm không ra đồng tây nam vắc. thân thể vo tròn thành một khối. Lúc này mới kéo đầu hắn ra trói cùng với chân con quỷ vừa rồi, khiến mặt hắn vặn vẹo không ra hình người nữa. Bên này mới vừa giải quyết, bên kia lại có một con quỷ nhỏ bị bắt lấy. Cô không để đâu hết vội, bay tới bay lui, khắp căn phòng đều là bóng dáng của cô, mất thấy chuỗi quỷ cô dắt kia càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều trận chiến này cũng là đánh đến đã đời chỉ còn lại tuyệt vọng còn nữa hôm nay thu hoạch còn khá lớn nhiều như vậy một con bán hai ba mươi tệ ít nhất cũng có thể bán được mấy trăm tệ trước khi bán chặt một nửa để lại coi như cơm canh kế tiếp vài ngày cũng đủ rồi nghĩ đến cô mất đi nhiều di sản như vậy còn cách phú bà tỷ tỷ vạn còn xa lắm trái tim cô lại liền rỉ máu hiện giờ kiếm được khoản này coi như là một lần ăn ủi nhỏ nhỏ đi tên trộm họ triệu mắt thấy quân đoàn phạm nhân của hắn cứ như vậy bị cô gái tóc dài cùng đàn quỷ kia dễ dàng đánh cho tàn giã giận tới mức mắt đỏ lừ hận không thể lập tức đem cô gái tóc dài băm thành trăm mảnh hắn hôm nay vốn là tới báo thù hắn đã lên kế hoạch từ lâu đội trưởng hôm nay nhất định phải chết lúc trước hắn ngoài ý muốn chết đi sau đó cũng không đi đầu thai cũng không có quỷ sai tới đón lên trở thành cô hồn dã quỷ, dựa vào việc ăn quỷ mà nâng cao tu vi, dần dần cũng có chút thực lực. Lần này có thể tới đây, hắn đã tốn bao nhiêu công sức mới tìm tới 30 con ác quỷ, lấy tiền tài làm mồi nhử, bắt bọn chúng giúp hắn làm việc. Mục đích của hắn chỉ có một, chính là báo thù. Hắn thành quỷ 10 năm đến bây giờ cũng chưa từng quên. Nghĩ đến lúc trước, hắn cùng anh trai nghèo rớt mùng tơi, mới đi trộm tiền, lại không ngờ bị chủ nhà phát hiện, còn báo cảnh sát. Ngày đó bọn họ ở trong núi chạy trốn anh trai vì bảo vệ cho hắn đi trước bị đội trưởng đá gãy đầu gối con hắn chạy không được bao xa vì bị truy đuổi quá gấp mà không cẩn thận ngã xuống vách núi chết đi hắn thành quỷ sau đó liền vẫn luôn bài lượn khắp nơi gần đây mới trở về hắn phát hiện sau khi anh trai hắn ngồi tù một năm bởi vì bị què chân ai cũng coi thường sau đó bị tai nạn xe mà chết anh hắn chết rồi tên cảnh sát nhỏ lúc trước lại thành đội trưởng đội cảnh sát công tác thuận lợi sinh hoạt mỹ mãn cực kỳ uy phong Hắn muốn làm cho tên kia hối hận Khiến hắn cũng nếm thử mùi vị bị gãy chân Càng muốn cho hắn gánh thêm tội Nhiều tội phạm đồng nghiệp như vậy Trong một đêm đều chết hết Chỉ còn một mình hắn sống Ai sẽ tin hắn vô tội chứ Hắn không tin từ nay về sau Tên đội trưởng này còn có thể sống tốt được Nhưng tên trộm họ triệu không nghĩ tới Lại đột nhiên nhảy ra một cô gái tóc dài Không chỉ có một mình cô gái tóc dài tới lại còn dẫn theo năm sáu chục con quỷ trực tiếp đánh bại quân đoàn phạm nhân của hắn lúc này đám phạm nhân bị bắt lấy liên tục mở miệng cầu xin tha thứ một chút cũng không nhìn thấy sự tàn nhẫn hùng hằng lúc trước nói rằng tha mạng đại sư xin tha mạng chúng tôi cũng chỉ là vì sinh hoạt nghe lệnh người khác sai xử mới đến đây làm tay sai chúng tôi sau này cũng không dám thật sự cũng không dám nữa đâu Đúng vậy, đúng vậy. và xin các anh các chị cho chúng tôi một con đường sống đi. Chúng tôi miễn cưỡng sống tới ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. Xin cho chúng tôi một con đường sống đi mà. Từ nay về sau, chúng tôi nhất định sẽ làm việc thiện, không bao giờ làm sẵn làm bậy nữa. Hù hù, cứu mạng. Chỉ trong chớp mắt, thế cục đã thay đổi. cố Phi Âm cũng không nghe bọn chúng, nên bắt thì vẫn cứ bắt. Ai còn so đo với tiền chứ? Cô vùng tay, nhìn cho kỹ, một đứa cũng đừng có thả, Ngày mai tôi sẽ mua nến cho mọi người ăn. Oa, wow, Còn có cả nến để ăn. Vậy còn lo không đủ hăng hái sao? Bắt bắt bắt. Mỗi một con đều bắt hết lại. Lại dám gây sự ở cục cảnh sát. Còn có luật pháp hay không hả? Tên trộm họ triệu cũng không phải tên ngốc. Sẽ không đầu óc cùng bọn họ cứng đối cứng. Vừa thấy tình huống không đúng liền muốn trốn đi. Dù sao quân tử báo thủ mười năm không muộn. Hắn rời khỏi thân thể tên trộm họ triệu. Xoay người lên muốn chạy. Nhưng... Cố Phi Âm nào để cho hắn chạy, dù sao nơi này cũng chỉ có hắn đáng giá nhất, thế nào cũng phải bán được 40 tệ, đủ cô mua mấy cân gạo liền có thể ăn được rất lâu đấy. Cố Phi Âm chỉ huy cô gái hàng xóm đuổi theo tên trộm họ Triệu, cùng lúc đó, quỷ cụt tay vừa thấy tên trộm họ Triệu còn muốn chạy, thế làm sao mà được, liền nhanh chóng đuổi theo. Tên trộm họ Triệu trong nháy mắt làm cho tất cả quỷ quái chú ý, như ông vỡ tổ đuổi theo, bắt lấy hắn tên làm rối loạn trị an xã hội còn tập kích cảnh sát đó không thể để cho hắn chạy bị năm sáu chục con quỷ đuổi theo đánh còn có cô gái tóc dài nhìn chằm chằm ở phía sau áp lực của tên trộm họ triệu không cần nói cũng biết hắn không nghĩ tới cô gái tóc dài này lại gian lận nói mình không phải cô gái tóc dài chuyên buôn quỷ kia nhưng nghe đám quỷ đó gọi cô là chủ cho thuê nhà còn dáng vẻ nghe lời cô xài xử thế kia cô rõ ràng chính là cô gái tóc dài chuyên đi buôn quỷ mà ai à, thôi vậy hôm nay coi như hắn xui xẻo cứ chạy trước đã về sau lại tới báo thù đáng tiếc hắn mới vừa nhô cái đầu ra liền bị sợi roi da nghênh diện mà đến trói lại thân thể nữ quỷ áo đỏ bay giữa không trung khi thế nghiêm nghị trợn mắt trừng trừng gây chuyện xong còn muốn bỏ đi nào có chuyện tốt như vậy tên trộm họ triệu tránh vài cái bắt lấy sợi roi nói cô lại là từ đâu chui ra thế tôi nói cho cô biết bớt lo chuyện của người khác đi nếu không ngay cả chết như thế nào cô cũng không biết đâu Nữ quỷ áo đỏ hờ một tiếng nói Vì dân trừ hại Việc tôi làm chính là chuyện tốt Không phải là chuyện Là chuyện bao đông Quỷ không đầu đi theo nữ quỷ áo đỏ nói Tôi khuyên ngươi Nhanh chóng bỏ tay chịu trói Còn có thể bớt chịu đau khổ Nếu không Nếu không thì sao Chà chà Vậy thì cũng khó nói lắm Dù sao có họ trang làm ví dụ ở trước Chủ cho thuê nhà luôn công vàng thẳng thắn, nếu như bị cô bắt được muốn toàn thấy cũng khó. Tên trộm họ triệu lại cho rằng đây là khiêu khích, là khinh thường hắn. Hắn hử lạnh một tiếng, một tay vung sợi roi thành một đoàn xương đen, tiêu tán trong không khí, lần thứ hai muốn chạy. Nhưng mà vừa lúc đó, cô gái tóc dài cũng đuổi đến phía sau hắn, trong tay còn cầm một cây chổi vung lên liền đập xuống trên người hắn. Hiện giờ tên trộm họ triệu không chỉ phải tránh né sợi roi dài của nữ quỷ áo đỏ, né tránh đám quỷ quái muốn gây sự xung quanh còn phải trốn cán trổi của cô gái tóc dài mấy lượt công kích tên trộm họ triệu liền có dấu hiệu thua cuộc mấy người giang thiên cõng đội trưởng từ trong phòng đuổi theo ra ngửa đầu mở mắt trừng trừng nhìn đám quỷ bay trên không trung nhìn cô gái tóc dài cua trổi vài phát liền đánh tên trộm họ triệu tàn tạ cuối cùng cô âm trầm cong môi lấy trổi xiên vào người tên trộm họ triệu khi lên vai rồi hạ người xuống dưới đất Giang Thiên, đội trưởng cùng với đồng nghiệp ABC đồng thời nuốt một ngụm nước mọt. Ánh mắt nhìn cô gái tóc dài càng tỏ ra sợ hãi cùng kính nể. Lúc này cô gái tóc dài, một tay khiêng tiên trộm họ triệu bị cắm trên trồi, một tay rát đám quỷ nhỏ bị buộc thành chuỗi. Sau khi cô rơi xuống mặt đất, cái gì cũng không nói. Nhiều đôi mắt nửa mù, trước tiên để tứ chi tiên trộm họ triệu hạ xuống dưới, đưa cho mấy người nữ quỷ áo đỏ. Các cô cũng vất vả rồi, đến đây ăn chút đi. Nữ quỷ áo đỏ lông mày co rút ôm ngực nói Không, tôi vừa mới ăn cơm tất nhiên xong, không đói ố vậy các cậu ăn nhiều một chút nhé Hai cái chân cùng hai cái tay ném cho năm sáu chục con quỷ Một con gặm rất mấy miếng thịt nhóp nhép ăn không ngừng Con thảo luận nói Con quỷ này ăn thật là thơm, ăn ngon quá Cô gái hàng xóm cũng ăn một miếng Ánh mắt sáng ngời, ăn càng thêm vui vẻ Bà lão liền đứng cạnh cây trồi tầm mắt nhìn chăm chăm vào chổi của mình đừng nói là bị đâm hỏng rồi đấy chứ bị xiên trên cán chổi tên trộm họ triệu run dày đôi mắt trừng lớn như chuông đồng vết lệ chảy rong rong hận không thể ăn thịt cô gái tóc dài để giải mối hận trong lòng hắn giang thiền đội trưởng cùng các đồng nghiệp abc trợn mắt há mồm đây là màn hung tàn như thế nào hả mấy chục con quỷ chia cắt hai cái tay hai cái đùi bọn họ nhìn tới mức dạ dày đều đang bắt đau Bọn họ còn cho rằng cứ như vậy là xong rồi, mới phát hiện cô gái tóc dài kia căn bản còn chưa xong chuyện đâu. Hai, mười, ba mươi con quỷ nhỏ bị dắt thành chuỗi kia cũng không may mắn thoát khỏi, mỗi con đều bị cô lột xuống nửa người, tỉ mỉ xếp ở một bên, dáng vẻ như kia, như thế nào lại giống như là dự trữ lường thực vậy chứ. Ý tưởng này vừa hiện ra, Giang Thiên liền dùng mình một cái, nhịn không được tát chính mình một bàn tay, ai bảo hắn suy nghĩ lung tung. Nhưng là đám quỷ quái bị xé mất nửa người là thật không chịu được thì nhau vào miệng cầu xin tha thứ hy vọng đại sư có thể tha cho bọn nó lúc này về sau làm trâu làm ngựa để báo đáp cầu xin cũng không thể tha ai mà chê tiền chứ ta cho bọn họ khác nào ném tiền đi đâu mua bản lỗ vốn như vậy ai mà thèm làm đêm nay quả nhiên là một đêm gà bay chó sủa tuy rằng mỗi người đều bị thương nhẹ nhưng không có tai nạn chết người cũng coi như là may mắn sáng sớm hôm sau Trương đạo trưởng cùng Lý Bộ trưởng vội vàng đuổi tới, rốt cuộc đến nơi. liền phát hiện cố đại sư mà bọn họ lo lắng cả một đêm, lúc này lại đang hưởng thụ ăn điểm tâm. Không chỉ có nhà giam riêng, còn có điểm tâm phong phú. Không chỉ có mì thịt bò thơm ngào ngạt, còn có sữa đậu nành, bánh quẩy, miến chua cay. Vài đĩa rau xào, rau trộn, đặt kín một bàn, đại ngộ quá tốt. Càng đáng sợ hơn là trong tay cô còn dắt một sợi dây thừng, một đầu khác của dây thừng buộc hai ba mươi con quỷ nhỏ lộn xộn tứ chi không đủ. Bọn chúng đang run run rẩy rẩy trốn ở phía dưới cái bàn, còn có một con bị xiên ở trên cán chổi, như thể xiên cá nướng vậy, gào khóc thảm thiết, huyệt lệ chảy đầy đất, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Trương đạo trưởng cùng Lý bộ trưởng đơ ra một lát, bọn họ vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một cố đại sư bởi vì trộm cắp di sản văn hóa bị nhốt lại vô cùng đáng thương. Nào nghĩ đến người ta ăn ngon ngủ khỏe Còn dắt cả một chuỗi quỷ nhỏ Đây là vào cục cảnh sát chóc quỷ chứ gì Là Giang Thiên dẫn Trương Đạo trưởng Cùng Lý Bộ trưởng đến phòng giam Thăm cố đại sư Cũng biết hai vị này không phải người bình thường Đưa bọn họ đến liền rời đi Cố phi âm vừa nghe là Tiểu Trương cùng Tiểu Lý đến Hụp ngụm miến chua cay cuối cùng Làm miệng nói Tiểu Trương, Tiểu Lý, các cậu cuối cùng cũng đến rồi Trương Đạo trưởng cùng Lý Bộ trưởng Bước lên trước nói đây là có chuyện gì? Sao lại có nhiều quỷ như vậy? À, mấy con quỷ này đến cục cảnh sát gây chuyện, bị tôi bắt được. Các cậu xem có lấy không? Ha <laughs> lần này không đắt đâu. Lấy là nhất định phải lấy rồi. Cũng nhờ có cú đại sư, thành tích gần đây của bọn họ cũng đang tăng lên nhanh chóng, cũng gần bằng mấy năm trước rồi. Cuối cùng đám quỷ này lấy 30 tệ một con thành giao, tên trộm họ triệu bị bán 40 tệ, tổng cộng 31 con là 940, một đêm liền kiếm được tư. tính ra cũng rất có lời, đi tới cục cảnh sát lần này cũng không uổng công. Đám quỷ tư thì ngơ ngác nhìn nhau, còn cố vị âm lại đang nghĩ đến di sản của mình, ngẫm lại vẫn là rất đau lòng. Tiểu Trương, Tiểu Lý, còn phải phiền toái các cậu giúp tôi làm chứng, đó thật sự là di sản tôi được kế thừa hợp pháp, không phải là đồ ăn trộm đâu. Cô nhích nhích miệng, cười hề hề một tiếng, thần thiện lại thuần pháp. Đến lúc đó tôi mời các cậu ăn cơm nhé. Ây, à, được rồi. Cố đại sư cũng đã mời ăn cơm. Chuyện lần này còn có thể không giúp hay sao? Nhưng số di sản văn hóa này đúng là thuộc cấp quốc gia. Những di sản đó cũng không biết họ trang là từ cái mộ nào mà cướp đoạt được. Nếu muốn cầm về toàn bộ chỉ sợ là có chút khó khăn. Chỗ tiền âm phủ gì đó ngược lại là có thể lấy đi. Còn di sản văn hóa thì... Ây, à, nói thật là rất khó. Nhưng mà có thể nhận được một khoản tiền bồi thường. Tiền bồi thường Cố phi âm cẩn thận nghĩ lại Thôi được, tiền bồi thường cũng được Dù sao những di sản đó cô cũng đem đi đổi lấy tiền mà thôi Bán thế nào mà chả là bán Hơn nữa cô cũng chỉ mới đưa được lượt đầu tiên ra Còn có một phần vẫn để ở trong động chưa sờ đến nữa kìa Vậy tiền bồi thường là bao nhiêu? Số di sản văn hóa đó của tôi đáng giá lắm đó À cái này thì phải xem ý cấp trên như thế nào Chắc hẳn sẽ không ít chứ Quả thật dù sao chỗ di sản văn hóa này cũng khá nhiều Ít là không thể ít được 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 Đền quyết định như vậy Ngẫm lại lập tức lại có thu nhập Cô cao hứng đến mức có thể ăn thêm một chén miến chua cay nữa Tên trộm họ triệu bị xiên trên đỉnh cắn chồi Rột quần không nhịn được Cô chính là cô gái tóc dài chuyên buôn quỷ đó Tại sao cô không thừa nhận chứ đều đã đến nước này cô còn muốn gạt tôi Cô phi âm xem xét hắn nói Không phải mà Tôi thật sự không phải là cô gái tóc dài Tôi tên Cố Phi Âm Cậu nhận sai người rồi Tên trộm họ triệu hét lên một tiếng Tức đến suýt đồn ra máu Họ trang vốn tưởng rằng Sẽ chờ được tin cô gái tóc dài Bị phán ở tù trung thân Nào biết đêm hôm đó Lại có một đám quỷ kéo nhau về Bọn nó không những đến Mỗi con còn khiêng một cái cánh tay hay cẳng chân Dầm dầm đưa xuống phòng bếp Trong miệng nói Chỗ này cũng ăn khá ngon Có thể ăn đến rất lâu đấy nhỉ để ở bên ngoài sẽ không hỏng chứ Nếu không thì để trong tủ lạnh đi Này, đầu óc cậu bị hỏng đấy à Đây cũng không phải là thịt hỏng thế nào được Đến đây, lấy dây thừng đem chỗ này đều treo lên Nếu không thì không còn chỗ để chứa nữa Phòng bếp không thể để hết được Treo một chút lên ban công đi Dây thừng bằng sợi bông được không? Được, cứ lấy lại đây đi Họ trang từ phía dưới cái bàn vươn đầu ra Không rõ đây là có chuyện gì Đám quỷ nhỏ bây giờ đều tàn bạo như vậy sao? Lại khiêng nhiều cánh tay càng chân như vậy về Ít nhất cũng phải đến mấy chục cái đi Vậy phải là bao nhiêu con quỷ chứ Còn lại treo lên trên dây nữa chứ Bọn mi cho là đang treo thịt khô hay sao Họ trang cảm giác chính mình rơi vào cái ổ ma quỷ mất rồi Bên người cô gái tóc dài kia không có lấy một con quỷ tốt Mỗi con đều thuộc dạng tâm ngoan thủ lạt Bọn họ mới là dòng thứ quỷ quái đáng bị đầy xuống 18 tầng địa ngục nhất đấy Hắn nghi ngờ hỏi Đây là đang xảy ra chuyện gì vậy Đám quỷ nhỏ rất vui lòng giải đáp cho hắn. Có mấy con quỷ nhỏ không biết trời cao đất rộng lại dám đi vào cục cảnh sát gây sự. Vừa lúc động phải chủ cho thuê nhà của chúng ta cho nên bị tiêu diệt tận gốc. Chủ cho thuê nhà chuẩn bị đem bọn họ bán một nửa, ăn một nửa, chỗ này cầm về lại để cất giữ đó. Chủ cho thuê nhà của chúng ta lập công lớn, cứu ba mươi mấy người còn cứu luôn cả đồng chí cảnh sát. Hẳn là sắp được ra tù rồi. Họ chàng mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được những gì chính mình nghe thấy hắn sửng sốt một lúc lâu thở phì phì co người lui xuống gầm bàn thầm hận cô gái tóc dài này cũng thật là may mắn sao lại không đem cô tận diệt luôn đi chứ hắn cũng không dám ở trước mặt đám quỷ này oán giận cái gì chỉ sợ chính mình cũng bị treo lên tường làm đồ ăn vặt quỷ nước cũng héo mòn bơi trở về trốn dưới đáy sông nhà bong bóng cả cái thân quỷ của hắn đều bị dọa đến lạnh run hắn chính là tận mắt nhìn thấy cô gái tóc dài và ác vùng trồi quét qua một cái liền chọc thủng một con quỷ thậm chí đem tứ chi của nó đều thoáo áo xuống luôn, chia ra làm đồ ăn, tàn nhẫn đáng sợ như vậy, hắn đại này coi như xong rồi. Hắn quệt đi những giọt nước mắt chua xót, bắt đầu lo lắng cho tiền đồ vận mệnh bất bình của mình, rốt cuộc ai mới có thể đả đà đào cô gái tóc dài vạn ác này đến kêu hắn thoát khỏi biển khổ này cơ chứ? Cô Phi Âm ngày đó liền được thả ra, còn lấy được một tờ giấy khen, thấy việc nghĩa hàng hái làm đỏ chót, thưởng thêm 500 tệ. Nhưng là tiền bồi thường còn chưa đưa xuống Chờ phê chuẩn gì gì đó còn phải tốn thời gian vài ngày Cô cẩn thận suy nghĩ một chút Dựa vào di sản làm giàu là không quá thực tế Xem ra nhất định phải lấy đám bóng đen của quỷ phu nhân ra Làm thành đồ ăn cao cấp tiêu thụ ra ngoài Đó mới là con đường tắt để làm giàu tốt và nhanh nhất Dù sao thì đám bóng đen đó ăn ngon Còn có thể gia tăng âm khí của bản thân Âm khí càng trọng tương đương với tu vi càng cao Là quỷ đều sẽ thích Cô cũng không lo nguồn tiêu thụ đám bóng đen này, quỷ đến mua khẳng định không ít. Đến lúc đó liền đặt mỗi ngày chỉ bán một lượng có hạn, thu chút vàng bạc tiền giấy gì đó. Vàng bạc liền cầm lấy đổi thành tiền hiện tại dùng, tiền giấy thì cất đi đến khi chết đi rồi dùng. Vậy mới thật sự là thoải mái. Nghe nói giới địa giới phòng ở có thể phân phối cũng chỉ có một ít, cung cầu chênh lệch rất lớn, hơn nữa cũng có khá khá quỷ quái đều không có chỗ để ở chỉ có thể tự lấy tiền đi thuê, đi mua. Nếu không có tiền thì chỉ có thể màn chơi chiếu đất làm ăn mày. Huống chỉ ăn cái gì mà không phải tiêu tiền cơ chứ. Ngày tháng cơ cực cô ở cũng đến phát sợ rồi. Nhà còn chưa có tìm được. Nhưng thế nào cũng phải vì tương lai chính mình mà suy xét một chút chứ. Cố Phi âm đem giấy khen thấy việc nghĩ hăng hái làm dán bên cạnh tờ giấy phép, giấy kinh doanh nhà ma. 500 tệ tiền thưởng thì cẩn thận cất đi, chuẩn bị để sau này dùng tới. Dù sao hiện tại cô cũng không có việc gì cần tiêu đến tiền. Trương đạo trưởng cùng Lý Bộ trưởng theo cố đại sư cùng nhau trở về. Lúc vào phòng thấy cũng được, tuy rằng đơn sơ chút, nhưng chim sẻ mặc dù nhỏ, ngũ tạng vẫn đầy đủ. Một người ở hoàn toàn không thành vấn đề. Đây đại khái chính là phong độ cao nhân đi, không quan tâm đến việc hưởng thụ thế tục tầm thương, sống được là được. Loại cảnh giới cao như vậy, bọn họ còn kém xa lắm. Sau đó nhìn thấy trên cửa sổ, trong phòng bếp treo nhiều cành Ai cẳng chân như vậy Anh mắt đến có chút không biết làm sao Càng đáng sợ chính là Cái đống treo trên cửa sổ trong phòng bếp kia Còn khớp luôn với cái đám họ đang dắt trong tay này nữa chứ Đừng nói Trương đạo trưởng cùng Lý Bộ trưởng Ngay cả hơn 30 con quỷ nhỏ kia Vừa thấy cánh tay cẳng chân của chính mình Lại bị cô gái tóc dài treo thành lạp xưởng Huyệt lệ đều chảy đầy đất Kêu gào thảm thiết Miễn bản có bao nhiêu đáng thương Tên trộm họ chịu hừ lạnh một tiếng Cũng không biết có cái gì đáng khóc Đám quỷ nhỏ này tốt xấu gì cũng có thể nhìn đến xác của mình rồi đây. Còn hắn thì sao chứ? Hắn sớm đã bị phân phát, ăn mất tiêu luôn rồi. Trương đạo trưởng vào trong căn phòng này đã cảm thấy lạnh lẽo, nhịn không được nói. Cố đại sư, trong phòng này cô đã treo nhiều cánh tay càng chân như vậy để làm gì thế? Lý bộ trưởng cũng nói, những thứ này là của bọn nó sao? Cố phi âm nhìn phòng dự trữ hàng này rất là vừa lòng. Cật chút đồ ăn vặt mà thôi, cũng đem bán lấy ít tiền gì đó nữa. Tiểu trương, Tới nhìn xem họ trang ở chỗ này này Đang không biết nên nói cái gì Tiểu trương quay đầu liền nhìn thấy họ trang Bị cố đại sư từ dưới gầm bàn kéo ra Lý bộ trưởng cũng mở to hai mắt nhìn Đây Họ trang này sao lại thảm đến như vậy Cánh tay cẳng chân đều không còn Trên mặt cũng lộn xộn rối tung Ngoại trừ cái miệng có thể nói chuyện vẫn hoàn hảo Quả thực nhìn không ra hình dáng của quỷ nữa So với lúc từ trong tay bọn họ chạy trốn ra Thì còn thảm gấp vô số lần Nhìn cực kỳ đáng thương chỉ thấy cố đại sư sách tên họ Trang đặt lên trên mặt bàn Tiểu Trương, Tiểu Lý Đến nhìn xem Con này các cậu tùy tiện đưa ra một chút là được Yên tâm Lần này tôi trói hắn chặt lắm rồi Bảo đảm không chạy được nữa đâu Họ Trang hận không thể đem chính mình chui luôn xuống đất Tên trộm họ triệu bị xiên trên đỉnh cắn trổi Cùng với đám quỷ nhỏ Bị sâu thành chuỗi Nhìn một màn này thì cảm thấy Nếu luận thảm Bọn nó vẫn là không bị kịp Trang Đại Vương đâu Trong nháy mắt lại có chút vui mừng là sao hả tiểu trương cùng tiểu lý cũng không phải hạng người keo kiệt gì mỗi lần mua quỷ mấy chục mấy chục nói ra cũng thật xấu hổ nhưng cố đại sư đã lên tiếng bọn họ cũng không tiện nói cái gì khác lần này để cho bọn họ tự đưa vậy liền một trăm tệ được chứ bọn họ cũng sợ đưa nhiều cố đại sư lại không cần cố phi âm kinh ngạc xem xét họ trang không nghĩ tới hắn ở trong lòng tiểu trương cùng tiểu lý còn đáng giá như vậy lại bán được những một trăm tệ ấy một trăm tệ cũng tốt được, liền thành giao luôn thôi. Đem họ trang ra cho Tiểu Trương cùng Tiểu Lý. Phòng chữ hàng này coi như được giải quyết. Cô chuẩn bị cơm trưa liền đem đồ ăn tối qua chưa ăn hết lên hầm nóng một lượt. Ăn no xong lại đi thành phố E một vòng. Tranh thủ đem việc buôn bán bóng đen kia đàm phán cho xong. Này cũng đã là mùng 1 năm mới. Mùng 4 liền phải đi làm. Nếu không đi thì không còn thời gian đi nữa. À... Lông trương đạo trưởng chuẩn bị rời đi mới đột nhiên nhớ tới, ông tới đây là có chính sự muốn hỏi cố đại sư gần đây chúng tôi gặp phải một loại âm khí toàn thân tối đen phảng phất còn có thực thể cũng có thể nghe quỷ triệu hoán phàm tiến vào khu vực âm khí màu đen đều sẽ bị nó khống chế cô có viết đó là vật gì không có biện pháp nào đối phó nó hay không chúng tôi có mấy vị đạo hữu bị bắt hiện tại đang nghĩ biện pháp cứu bọn họ ra cố vi âm nhìn bọn họ suy nghĩ trong chốc lát âm khí này không phải chính là đám bóng đen cô đang suy nghĩ trong đầu đó sao các cậu cũng phát hiện loại bóng đen này hả? ở nơi nào? Không nghĩ tới có nhiều bóng đen như vậy. Vậy việc làm ăn của cô liền có thể làm được càng rộng lớn hơn rồi. Trương đạo trường thở dài nói: à, Trong ngôi mộ cổ ở dưới chân núi Đại Hoa thành phố E, trong cổ mộ kia có rất nhiều nữ quỷ, giật là khó đối phó. Không chỉ đả thương đạo hữu của chúng tôi, còn bắt luôn bọn họ đi. Hiện tại sống chết chưa rõ. Mộ cổ dưới chân núi Đại Hoa thành phố E đàn nữ quỷ Làm sao lại nghe giống như nơi cô tạm thời gửi di sản ấy nhở Đương nhiên Có phải hay không còn phải đi qua mới biết được Lúc này Trương Đạo Trưởng cùng Lý Bộ Trưởng dắt theo một chuỗi quỷ Cũng nhận định phải đem bọn nó đưa hết về đặc bộ Giao cho chuyên gia xử lý trước mới được Mấy người thương lượng một chút Đặt vé máy bay 3 giờ chiều đi thành phố E Ngay khi Tiểu Trương cùng Tiểu Lý dắt đám quỷ rời đi Cố phi âm đột nhiên nhớ tới một chuyện Tiểu Trương, chờ một chút cô suýt chút nữa thì quên còn chưa hỏi đường nữa tiền muốn kiếm nhà cũng vẫn phải đi tìm cô đá đá đám quỷ nhỏ kia nói các người có biết mạc sơn ở nơi nào không một đám quỷ ngửa đầu nhìn cô gái tóc dài sầm mặt hỏi bọn nó nheo đôi mắt không có tiêu cự ánh mắt có chút không tốt giống như bọn nó dám nói không biết liền có thể một miếng gặm hết bọn nó luôn vậy nhưng mạc sơn là cái nơi quỷ quái nào chứ bọn nó còn chưa từng nghe tới làm sao mà biết được đám quỷ nhỏ hai mặt nhìn nhau nhỏ giọng hỏi người viết mạc sơn không ta không biết người biết không ta cũng không biết ta ngày cả nghe cũng chưa từng nghe qua các người có ai biết không tên trộm họ triệu nói nếu chúng ta biết cô có phải sẽ tha cho chúng ta hay không cô phi âm thành cần nói các người nếu có ai biết tôi liền tạm thời chuộc hắn lại trước các người biết không chuộc trở về thật ra chuộc trở về cũng không tệ Thủ đoạn của đám người đặc bộ bọn họ cũng biết Loại phạm nhân như bọn họ là không cần dàng tình cảm gì hết Trực tiếp cứ bị đưa đi địa ngục chịu khổ hình Không đến mấy chục mấy trăm năm thì được nghĩ đi ra Mỗi ngày đều phải chịu khổ chịu tội không nói Chịu hết tội rồi còn không nhất định có thể dấn thân vào làm người 90% đều sẽ đi vào xuất sinh đạo Mấu chốt là đã từng làm người Ai lại muốn đi làm xuất sinh cơ chứ Trong lúc nhất thời Đám quỷ nhỏ đều biểu hiện cực kỳ tích cực Hưng phấn Vật hết óc nghĩ lại xem bọn nó đã từng đi qua nơi nào gọi là Mạc Sơn hay chưa. Họ chàng cũng trầm ngâm, suy nghĩ một hồi lâu. Mạc Sơn, cái tên này như thế nào nghe lại có chút quen tai nhỉ? Hắn nhớ hình như rất lâu rất lâu trước kia. Hắn nghe qua một lời đồn, nghe nói dưới chân núi Mạc Sơn có một vị cao tăng đắc đạo. Vị cao tăng đó đạo hạnh đặc biệt cao. Nếu có thể đem hồn phách của hắn ăn xuống bụng, liền có thể lập tức trở thành quỷ tiên, miễn đi khổ cực mấy trăm năm tu hành. Đáng tiếc, hòa thượng kia cực kỳ lợi hại. Quỷ đi tìm hắn không phải bị hắn siêu độ thì chính là bị hắn đánh cho hồn phi phách tán. Cho nên, vẫn luôn không có con quỷ nào đắc thủ. Lúc ấy, hắn cũng nghe danh mà đi. Muốn xem xem vị hòa thượng kia có phải thật lợi hại giống như trong truyền thuyết hay không. Lại không ngờ gặp được mối tình đầu của hắn. Mối tình đầu của hắn thật là xinh đẹp. Hắn chưa từng thấy qua cô gái nào xinh đẹp tới vậy. Tùy tiện cười một tiếng, nói một câu đều có thể làm cho hắn thần hồn điên đảo. Tên hòa thượng bỏ đi kia tự nhiên bị hắn vứt ra sau đầu. Hắn không có hứng thú với việc có được thành quỷ tiên hay không. Thành quỷ tiên làm sao hấp dẫn được bằng tình ái cơ chứ. Đáng tiếc mối tình đầu hắn còn chưa theo đuổi được. liền bị một cô gái tóc dài gặm cho vỡ nát. Sợ tới mức hắn trong một đêm liền trốn xa 300 mét. Đầu cũng chẳng dám quay lại. Tình yêu của hắn cũng liền chết lưu trong bụng. Trở thành một trong những tiếc nuối lớn nhất đời quỷ của hắn. Đến nay vẫn còn nhớ mãi không quên. Nhớ tới liền hận không thể đánh sấp mặt cô gái tóc dài kia. Nhưng ngẫm lại, 8 90 năm trước hắn còn không phải là đối thủ của cô gái tóc dài, hiện tại khẳng định lại càng không phải. Hắn cũng sẽ không ngu ngốc trở về tìm chết. Hiện giờ cô gái tóc dài trước mắt này lại muốn tìm Mạc Sơn, nơi ở của cô gái tóc dài trước kia. Giữa hai người này có quan hệ gì hay sao? Nhưng một là người, một là quỷ, nhìn thế nào cũng không liên quan đến nhau. Nhưng hai cái kẻ này lại đều rất đáng sợ, há mồm ngậm miệng đều là muốn ăn quỷ. Chẳng lẽ cô gái tóc dài trước mặt này lại chính là con gái của cô gái tóc dài trước kia? Hoặc là đệ tử? Hay là sư tỷ sư muội đồng môn? Rất có thể đấy. Hết tập 21. Cuối cùng thì cũng đã có chút manh mối về Mạc Sơn. Hóa ra Trang Đại Vương đã có thủ oán với cô gái tóc dài từ rất lâu, rất lâu, rất lâu trước kia rồi. Liệu hắn có muốn dùng thứ thông tin quý giá này để trao đổi với cố phi hay không? Mời các bạn đón nghe tập 22 sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.